quyết định hết mọi thứ. Làm cái gì cũng phải đúng ý em. Muốn đi đâu với ai cũng được, mà nhất định là phải hỏi ý em. Xin cái gì cũng phải hỏi ý em. Tiền lương về cũng phải đúng ý em. Đời nở hoa hay là gặp bế tắc, quyết định là ở vợ tôi đó mấy phèn. Mình nắng thắt thường mình nhịn chút xíu, đâu có gì thiệt thòi, miễn là hạnh phúc được rồi mấy ông ơi.